Roland Thiên Tài xin chào quý anh chị xa gần đã quay lại với kênh YouTube Roland Viral Thiên Tài của shop hôm nay. Hôm nay Thiên Tài có một vài món hàng giới thiệu tới cho quý anh chị xa gần chúng ta cùng tham khảo để anh chị em chúng ta cùng mua cái mặt hàng chống Roland cũng như là nhạc cụ của Roland hoặc là nhạc cụ của Yamaha. Thì trước mặt các bạn đây là một bộ trống Roland TD-15 mà Thiên Tài đã set up custom lên bộ Roland Viron TD-15 cao cấp hơn nha anh chị. Thì đây là một bộ Roland TD-15 mà Thiên Tài đã custom lên các mặt V-Bass cao cấp hơn. Mời anh chị em chúng ta cùng xem Thiên Tài quay cận cảnh cái chiếc Roland TD-15 do Thiên Tài set và kết tôm lên cái mặt vai bát cao cấp. Đây là bộ khung sườn của Roland TD-15 nha các anh chị. Đây là bộ khung sườn của Roland TD-30. Xin mời anh chị em chúng ta cùng xem bộ Roland Viron trước mặt đây nha. Shop rất hân hạnh được phục vụ các anh chị xa gần. Chúc anh chị có những buổi xem clip thật là vui vẻ và hạnh phúc. Hy vọng anh chị em sẽ luôn ủng hộ kênh YouTube Roland Viron Thiên Tài này của mình nha. Mời anh chị em chúng ta cùng xem cận cảnh chiếc Roland TD-15. Đây là chiếc Roland Thiên Tài đã custom setup lên nhiều chi tiết cao cấp. Thì hôm nay gồm những gì thì Thiên Tài sẽ giới thiệu tới cho anh chị em chúng ta cùng nắm mắt rõ. Một bộ Roland TD-15 thì nguyên bản zin của nhà sản xuất làm ra chỉ được 2 tom BD-85, 2 tom BDX-100, một mặt 2 BDX-100, một mặt chúng ta dùng để làm snare, một mặt chúng ta dùng làm để tom, hai mặt BDX-100, hai mặt BD-85. Thì Thiên Tài đã set lại rồi nha. Đây là bộ Thiên Tài đã kết tom và set lại. Đây là mặt tom BDX-100, 3 tom BDX-100 nha anh chị. 1 tom, 2 tom, 3 tom. Thiên Tài đã kết tom lên 3 mặt tom BDX-100 cao cấp hơn phiên bản nhà sản xuất làm ra. Đây là một chiếc snare BD-125BK Thiên Tài cũng đã set lên. Theo nhà sản xuất làm ra thì chiếc snare này chỉ là BDX-100 thì Thiên Tài đã set lên mặt BD-125BK. Thì chúng ta vòng bán kính bự hơn thì chúng ta chơi chi tiết thì sẽ được thoải mái hơn, rộng rãi hơn. Độ nhảy thì nó sẽ hay hơn mặt BDX-100 nhiều. Mặt BDX chúng ta dùng để làm tom nè các bạn. Đây là mặt BDX-100. 3 tom BDX-100. Một snare BD-125BK VH-11, một modem Roland TD-15. Theo nhà sản xuất làm ra thì chiếc kit KD-9 thôi nha. Đây Thiên Tài đã set up lên một KD-10 đánh và chúng ta đạp những tiếng kit ra ấm hơn và mịn hơn. So với nhà sản xuất làm ra KD-9 thì chúng ta có điều kiện chúng ta nên kết tôm lên các option cao cấp hơn. C-12 Crack, C-13 Ride, C-8 Crack. Và bộ khung sườn của Roland TD-30. Rồi anh chị em chúng ta cùng xem Roland TD-15 thì không có snare rời, không có chân để snare rời nha anh chị. Đây là bộ Thiên Tài xin nhắc lại, đây là bộ mình đã kết tom lên một option cao cấp hơn cho phiên bản Roland TD-15. Thì phiên bản này chúng ta chơi sẽ hay hơn là phiên bản như nhà sản xuất làm ra. Khi anh chị em mua nhạc cụ từ shop nhạc cụ Roland Thiên Tài, anh chị em chúng ta sẽ được set up một bộ tiếng riêng cho các anh chị về chơi, một bộ tiếng độc quyền của shop nhạc cụ Roland Thiên Tài làm.
Thiên Tài sẽ tự tay làm cho anh chị em một bộ tiếng hay nhất. Thiên Tài có nhận làm tiếng cho các modem nếu như anh chị em chúng ta có nhu cầu. Có nhu cầu làm tiếng cho các hộp, cho các modem Roland TD thì liên hệ Thiên Tài để Thiên Tài sẽ up cho anh chị một bộ tiếng hay nhất có thể nha. Đây là một bộ Roland TD 15. Anh chị em chúng ta có nhu cầu cùng liên hệ Thiên Tài. Đây là mặt tôm BDX100, BDX100, 3 mặt tôm BDX100, symbol C13R, 13 rai. Kit chúng ta cũng đã nâng cấp lên. Một bộ chúng ta gồm full box. Anh chị em chỉ việc mua về chơi thôi nha, không cần chúng ta không cần phải mua thêm gì, cũng không cần phải set thêm gì. Một bộ như video nhạc cụ Roland Thiên Tài quay. Các mặt hàng line new tại shop anh chị em sẽ được bảo hành 6 tháng. Các mặt hàng new anh chị em sẽ được bảo hành 12 tháng. Khi anh chị em mua các mặt hàng line new từ shop nhạc cụ Roland Thiên Tài, anh chị em không cần phải lo lắng về phần hư hao, hoặc là các mặt hàng line new chúng ta không cần phải lo lắng hoặc là băn khoăn khi mua các mặt hàng line new từ shop nhạc cụ Roland Thiên Tài, vì mọi trục trặc hay thắc mắc gì đã có shop nhạc cụ Roland Thiên Tài bảo hành cho anh chị em, nên anh chị em chúng ta yên tâm về các mặt hàng line new, vì các mặt hàng line new tại shop bán các mặt hàng toàn là line new nhưng mà đẹp như mới nha anh chị em, có thể là 90 trên 90% tùy vào các bộ line new với giá thành anh chị em bỏ ra. Tất nhiên là không phải bộ nào cũng đẹp, nhưng mà đa số ở shop nhạc cụ Roland Thiên Tài chỉ kinh doanh các mặt hàng line new, trưng bày cho tới cũng không cũ lắm nha anh chị. Ở shop còn rất nhiều các bộ trống với tầm giá vừa chi phí cho anh chị em chúng ta cùng tham khảo. Đây là một bộ Roland TD4KB. Bộ này giá trên 10 triệu, dưới 20 triệu. Anh chị em chúng ta có thể sở hữu được. Đây là bộ Roland TD9K. Dưới 25 triệu, trên 20 triệu nha anh chị. Đây là một bộ Roland TD50. Dưới hai bộ này bộ set thêm như vậy. Dưới 230 triệu, trên 150 triệu. Bộ đây, bộ Roland TD50 này Thiên Tài sẽ demo sau. Bộ đây đã set thêm một tôm. Bộ zin của nhà sản xuất ra làm chỉ có 3 tôm thôi nha anh chị. Chúng ta cùng quay lại bộ Roland TD15, bộ setup lên option cao cấp. Bộ option này thì với giá thành dưới 60 triệu cho 55 triệu nha anh chị. Bộ này là dưới 60 triệu. Đây là một option Roland TD15 cao cấp. Bộ này chỉ dưới 60 triệu thôi nha anh chị. Anh chị em chúng ta có nhu cầu hãy liên hệ shop nhạc cụ Roland Viron Thiên Tài. Thì anh chị sẽ được sở hữu những bộ Viron cao cấp do tự chính tay Thiên Tài setup có tom lên. Các mặt Vibass cao cấp hơn thì anh chị em chúng ta sẽ chơi hay hơn là các mặt tom như nhà sản xuất làm ra. Tùy vào điều kiện của mỗi hộ gia đình mà chúng ta setup nha anh chị. Chúng ta không có điều kiện để setup lên các mặt tom cao cấp hơn thì chúng ta sẽ trở về nguyên zin của nhà sản xuất làm ra. Cảm ơn anh chị em trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ hai kênh YouTube của từ nhạc cụ Roland Thiên Tài, đó là một kênh chuyên về biểu diễn trống Rom Thiên Tài, kênh thứ hai chuyên về demo các mặt hàng nhạc cụ cũng như là kinh doanh các mặt hàng nhạc cụ, đó là kênh YouTube Roland Vai Rom Thiên Tài. Cảm ơn anh chị em trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ hai kênh YouTube của Thiên Tài. Chúc anh chị em có những buổi xem clip thật là vui vẻ. Nếu như anh chị em có những thắc mắc nào đó về các mặt hàng nhạc cụ thì hãy liên hệ Thiên Tài, gọi trực tiếp cho Thiên Tài để Thiên Tài tư vấn cho anh chị em chúng ta nắm bắt được rõ hơn về các mặt hàng nhạc cụ nha. Hy vọng Thiên Tài sẽ được phục vụ các anh chị em xa gần về các mặt hàng nhạc cụ Roland.
cũng như đó là trống, nhạc cụ đàn gì đó, thì anh chị em có nhu cầu cứ gọi thẳng cho Thiên Tài sẽ tư vấn nhiệt tình cho anh chị em. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi clip của Thiên Tài. Bye bye và hẹn gặp lại anh chị em trong những clip review các mặt hàng nhạc cụ tiếp theo. Bye bye.